Cảnh tượng các bạn đang xem là những con gà được nhuộm lông đủ màu sắc, thấy vui không? Đây thực sự là một hành động rất tàn nhẫn luôn đấy, chứ vui cái gì. Vì để nhuộm được bộ lông màu thế này, chú gà đã bị tra tấn rất dã man. Thậm chí có con gà bị sốc thuốc, chết ngay tại chỗ, thuốc nhuộm đó. Còn những con sống được cũng mang mầm móng bệnh nguy hiểm. Nguy cơ độc hại từ những con gà bị nhuộm lông sặc sỡ cực cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người mua, chứ không cần phải ăn thịt nó vào mới bị bệnh. Hiện tại trên thế giới đã phản ánh gay gắt việc nhuộm lông gà là hành động bạo lực, bị chỉ trích rất nặng nề luôn. Nhưng ở Việt Nam thì vẫn đang là trào lưu gây sốt. Nên các bạn nhớ đừng mua những con gà này về nuôi nhé. Họ nhuộm lông gà xong rồi tự chế ra mấy cái tên riêng để bán câu khách cho nó nhiều, như là gà lông nhung, gà Ấn Độ, gà Mã Lai này nọ. Nhưng thật sự chúng là những con gà xấu số bị nhuộm lông mà thôi. Màu lông bị nhuộm này rất độc hại nếu trẻ em tiếp xúc vào.